Có nhiều người nhìn hình mà nhìn ngoài luôn vẫn chưa biết ai luôn. Thiệt. Mời hai em. Rồi mình chào nhau đi nè. Chào em. Chào anh. Như là đây vậy. Đâu? Đây nè. Bậy nữa thấy chưa? Tôi vừa mới nói có nhiều người nhìn hình còn chưa đoán đúng. Đứng lên hỏi cổ. Em ơi em là ai? Em ơi, à đây. Em thấy rồi, Ôi, rồi ngồi xuống phạt. Hồi tôi phạt cho coi. Em đoán đúng chưa? Dạ không, em đoán sai. Em đoán anh này nhưng mà là anh này. Hai người ta bé. Nhưng mà em tội nặng hơn. Là em nhìn hình rồi mà em còn chưa chỉ đúng nữa. Rồi sao? Mẹ em gặp tặng quà đi nè. Tới đây anh có hai món quà. Thứ nhất là món quà to, món quà nhỏ. Món quà nhỏ. Đâu? Nào cái này to hay nhỏ? Em là to rồi nè. Trời ơi. Còn đây là món quà nhỏ anh tặng em rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi anh. Rồi anh cảm ơn em nha. Món quà này to hay nhỏ? Dạ to phải món này chị. Rồi ngồi xuống đi. Anh tặng món nhỏ thì lấy, anh tặng món to lấy không? Để tìm hiểu. Để tìm hiểu nè. Thôi mở quà, quà xem đi chứ. Hai đứa mở quà đi. Đó, nó có ý nghĩa gì? Rồi quà của bạn gái trước nè. Thì đó là em làm. Trời ơi. Rồi, chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật đâu sinh nhật. Chúc mừng Giáng sinh chị. Rồi đọc lên coi những gì trọng. Chúc anh Giáng sinh này vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu. Merry Christmas. Rồi cái này là cái gì em? Dạ quyển album. Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là hai đứa nếu đến chụp với nhau sẽ có những cái khung hình đẹp. Chứ con chậm. Được không? Rồi món quà của ảnh có ý nghĩa gì? Là cái son. Thì mỗi lần em đi làm em tô son nhớ với anh thôi. Ồ. Mỗi lần em đi làm em tô son cho mấy anh kia nhìn. Đúng không cưng? Muốn nghĩ sao cũng được hết trơn á. Rồi bây giờ mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn như thế nào? Em thấy hồi hộp quá. Tại lâu rồi chưa nhìn con gái đối diện mặt luôn. Vậy hả? Vậy là có điện rồi. Còn em? Dạ em cũng thấy rung. Rung, vậy là tín hiệu mừng. Được rồi, bây giờ để cho hai bạn đỡ hồi hộp, đỡ rung thì Tường sẽ tạo không gian cho hai bạn trò chuyện với nhau nó thân mật hơn một xíu để mình có cái thời gian riêng tư. Còn một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, bây giờ bình thường thì chương trình sẽ chuẩn bị những món ăn dành cho hai bạn. Nhưng hôm nay xin giới thiệu cho hai bạn một điều bất ngờ. Đây là món ăn mà hai bạn đã làm và dành cho nhau. Em cảm nhận như thế nào? Ngày hôm nay là có bạn gái nấu thì đương nhiên sẽ là vui và hạnh phúc mà. Nhưng mà quan trọng là cái món ăn nữa. Dạ. Dù ngon hay dở nhưng vẫn ngon. Nhưng mà em ăn chay trường. Thì cái này là chay trường, cái này là chay mà chị. Thì sao em không ngạc nhiên tại sao người ta làm đồ chay cho em ăn à? Sao ta biết em ăn chay trường? Ồ tại sao em biết em ăn chay trường nha? Em có ăn chay không? Dạ có, em cũng đạo Phật. Dạ em cũng hay ăn chay vào ngày rằm với lại mùng 1. À anh thì anh đi làm anh ăn chay 2 buổi, buổi sáng và buổi tối. Còn buổi trưa là do gần công trình không có bán đồ chay nên em phải ăn mặn. Sao hồi nãy tôi hỏi ông Lam ăn chay trường rồi giờ ông Lam buổi trưa ông ăn mặn? Hàng ngày thì em ăn chay trường. Yeah. Nếu mà nói ăn chay mà trường thì được hơn 2 tháng. Thì do buổi trưa nên không có chỗ bán. Nếu mà có chỗ bán thì em sẽ đi ăn chay. Thì mình tự bới cơm theo ở nhà ăn, sáng sớm ngủ dậy bới cơm với rau luộc với tàu hũ chiên. Không, tàu hũ luộc đem theo ăn. Trời, em không có nấu. Vậy mà gọi là ăn chay trường. Cái đó gọi là ăn chay đụng ông nội. Đụng đâu ăn đó. Mệt ghê. Mời hai bạn trò chuyện với nhau, tôi đi đây. Ủa mà em làm cái gì? Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng là về hợp đồng với lại lưu trữ văn thư nữa. Ủa thời gian rảnh em hay làm cái gì đâu? Thời gian rảnh là em hay đi làm việc nhà với đi dạo hoặc là đọc sách này nọ. Ừ, nãy em có nghe là nhà em ở quận 7. Dạ. Mà anh cuối tuần anh cũng hay lên quận 7 làm từ thiện á. Em biết cao ốc Phú Long không? Dạ không. Không hả? À. Anh nấu anh tham gia đó cũng được hơn gần 3 năm rồi. À. Nhưng mà anh tham gia cái gì á? Có nghĩa là nấu cơm á, xong rồi đi vô hộp, xong đi phát cơm từ thiện ở các bệnh viện á. À, em cũng muốn đi vậy đó. Muốn đi không? Để khi nào có dịp anh dắt đi. Em có tập thể dục không? Có. Có. Nhưng mà chút chút rồi. Hãy xin tập thể dục đi. Dạ. Tại em đi bộ nhiều lắm, em thích đi bộ. Sao em ăn nó muốn nó em thấy sao? Dạ.
ăn được không? Được ngon, còn ăn ăn có món của em thế nào? Món này cũng được á. Dạ. Ủa, anh thấy là nhân viên văn phòng thường có con trai nhiều lắm mà ta. Dạ, nhưng mà người ta có gia đình hết rồi anh. Đâu giống như anh đâu, anh đi làm toàn là mấy anh lớn tuổi rồi, môi trường không có con gái nên anh mới é thôi. Nên anh mới é thôi. Em biết nấu ăn không? Dạ biết, em biết nấu sơ sơ. Sơ sơ em, hả? Với lại em thích nấu ăn nhưng mà nấu mọi người ăn thì nhận xét là không có ngon lắm. Tại vì em nấu hợp với khẩu vị của em rồi. Đúng rồi. Không sao, mình nấu là được rồi. Anh cũng thích nấu ăn nhưng mà lâu anh không nấu. Hai hai bên làm vừa khẩu vị nhau không? Ăn nhiệt tình ghê ha, đúng ý luôn ha. Đúng ý ghê vậy đó. Ngon không? Ngon nhưng mà hơi lạc. Ăn chay ăn lạc lạc thôi cho thanh tịnh. Không, do không có nước tương. Đòi hỏi quá à, kìa nước tương mà sao không chia cho ảnh. Em tưởng bên đó cũng có cho anh đó. Ăn nhiệt tình ghê vậy. Hai đứa đói lắm hay sao không biết. Thiệt luôn á. Hồi nãy giờ lo ăn không hả? Có chia sẻ được gì chưa? Rồi chừng nào hẹn hò nhau sao? Có kế hoạch chưa? Dạ có, cuối tuần thứ bảy ở chủ nhật khi mà có từ thiện rồi á chị. Không. Thì sao? Hứng là em lên thôi. Hứng là thân thôi. Nhưng mà tùy thuộc công việc đó. Nếu mà công việc mà nó nhàn thì em mới lên. Còn như mà nó bận quá thì ăn chiều cũng cuối tuần. Trời ơi khổ tâm vậy, ông đói tám kiếp ông chưa được ăn cái gì á. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với dì. Mẹ hả? Em trai có đi với người thân không? Dạ không. Không phải không? Rồi giờ mời mẹ vô nha. Dạ mời hai mẹ vô ạ. Dạ mời hai cô. Dạ mời hai cô đứng đây. Dạ em chào hai bác. Dạ ai là mẹ ạ? Dạ đây là mẹ. Còn gì mà chị hay là em? Dạ em. Em của mẹ. Mẹ năm nay là nhiêu tuổi mẹ? Dạ 65. 65 còn gì? Dì 62. 62. Rồi hai vợ em y chang nhau ha, mà cũng xinh xem nhìn cũng như nhau vậy đó. Bác thấy cháu trai này như thế nào ạ? Thấy cũng được. Ngoại hình thì cũng coi được nhưng mà còn tính cách thì có đồng thời lâu dài lâu dài. Dạ. Mình biết được chứ mình mới nhận diện thì cũng chưa biết được. Dạ. Còn tùy duyên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà mình có mong muốn có cái tiêu chuẩn tìm cái con rể tương lai như thế nào không ha bác ha? Thì mong muốn là con rể là phải biết chăm lo gia đình sự nghiệp. Dì có câu hỏi gì hỏi cháu rể tương lai không dì? Dì chỉ hỏi chứ cháu là làm cái công việc của cháu thì nó có bận lắm hay không? Nó có ổn định không? Dạ, tại nghề của con là chỉ bận khi là công trình làm móng đã lên được phần thô, đến vào giai đoạn phần hoàn thiện thì con sẽ nhàn hơn. Tại con đổ bê tông liên tục, mà đổ bê tông thì không có giám sát kỹ sư thì ở đó người ta sẽ làm sai lúc đó. Nói ý gì hỏi là cái công việc em có ổn định không? Dạ, ổn định. Gia đình cha mẹ anh em đông không? Dạ, gia đình con, anh chị em có 6, có 4 người. 4 người? Mấy trai mấy gái có gia đình hết chưa? Dạ, 3 trai, 1 gái. Mấy anh chị thì có gia đình và ở riêng hết. Nhà chỉ còn mình con. Mà mẹ kêu là cưới đi. Mà con chưa có. Con chưa có. Rồi, tôi hy vọng ngày hôm nay coi mình có bắt đầu một cái mối quan hệ mới ha. Rồi thôi giờ xin phép hai mẹ đi, nếu mà có cơ hội mà được là làm quen, được quen biết với con gái thì là mình xin phép được tới lui thăm hỏi để mà mình tìm hiểu. Dạ, nếu mà được hai bác đồng ý cho con hẹn hò với... Đó, em quên tên kìa. Dạ, em tên Tuyền. Bạn Tuyền. Thì con xin phép hai bác. Con xin phép hai bác tạo điều kiện cho con được Tuyền có thời gian tìm hiểu nhau. Rồi, dạ cảm ơn. Đồng ý ha. Dạ con cảm ơn bác, cảm ơn dì nha. Chúc bác cái gì nhiều sức khỏe. Rồi để cho đôi trẻ tiếp tục tìm hiểu nhau xíu nữa. Dạ mời dì. Bây giờ chơi cái game show này nè. Hồi nãy giờ mình nhìn kỹ bạn gái rồi phải không? Cho nhìn kỹ lại một lần nữa đó. Em gái đứng lên đây. Em gái đứng lên đây. Cho nhìn thôi chứ không được sờ vào hiện vật, nhìn cho kỹ. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ chơi một cái game show bịt mắt bắt dê, ủa quên, bịt mắt tìm người. Bây giờ chị sẽ bịt mắt em lại.
chị sẽ để ra đây một vàng những mỹ nữ cho em rờ tay từng người và em đoán đâu là cô gái này. Dạ. Nắm tay trúng cô nào thì mình sẽ tỏ tình với cô đó, rồi xong mở mắt ra tính tiếp. Dạ. Được chưa? Dạ. Mà trước tiên hỏi bữa nay cô gái này thích không, hợp gu hợp ý mình không, muốn tìm hiểu không? Dạ muốn. Rồi ráng nhìn đi, nhìn đôi tay đi, nhìn nha. Dạ. Rồi một cô, hai cô, ba cô, bốn cô, năm cô, nhỏ xỉu à, đi đứng lên theo chị Tường. Tất cả các cô gái xòe tay ra phía trước, lễ hội trao tay bắt đầu. Đầu tiên con trai á có quyền cầm hai tay để cảm nhận cho kỹ. Cứ rờ hết ba người chưa, mới rờ có một người hà. Rồi cô kế bên, sao hai tay là người ta đưa hai cánh tay luôn, mình nắm một cánh thôi. Rồi cô bên này, không phải luôn, có nhận chứ có dây chuyền không phải luôn. Sao tay dài quá. Đây còn tay nữa, bốn tay. Hồi nãy em thấy có ba tay à? Ừ thì chỉ mới cái tay nãy, tay của chị Tường. Như là tay này đúng không chị? Nhanh nè, chốt nè. Này. Rồi tỏ tình đi. Có đường gỡ đâu chị? Không, tỏ tình xong mới gỡ. Em ơi. Em tên gì? Em tên Tuyền. Em Tuyền ơi. Em Tuyền ơi, xe của anh luôn chừa một yên sau. Đời của mình hạnh phúc khi có nhau. Xe của anh luôn chạy yên sau. Mình chống yên sau. Mình chống yên sau. Đời của mình hạnh phúc khi có nhau. Được không vậy? Được. Em đồng ý không em? Hình như không phải rồi. Hình như không phải rồi. Rồi tháo đi. Nhầm là nhầm chị ơi. Giờ sao? Giờ sao ai biết, hai đứa thương lượng nhau đi. Giờ nhầm, sao giờ? Nhầm rồi sao ta? Nhưng mà sao cuối cùng cũng chọn? Không, tại em thấy tay kia nó mềm. Mềm, tay này cũng mềm. Ừ. Mà chị thấy em mà rồi. Mà tay này tự nhiên có cái nhẫn. Nhẫn đâu nhẫn? Có nhẫn cái hộ. Nhẫn hộp là tay tôi. Ồ, chào chị ạ. À? Tôi đã nói tay tôi rồi. Bây giờ em có tha thứ không? Hay phải phạt? Dạ phạt đi. Phạt chị đi, giờ phạt gì em cho hình phạt đi. Tỏ tình lộn người nguy hiểm lắm. Anh nói hít đất đi chị. Hít đất đi, lâu quá cái trò chơi hít đất tôi bỏ quên nè. Hít đất, được không? Cái vậy? Anh hỏi cổ, cổ phạt mà. 20. 20. 20, nhỏ này ác hơn tôi tưởng. Không sao, em có tập thì dục. Ra trước này, hít đất cho tôi 20 cái. 1, đếm đi cưng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được ha, 9, có sức khỏe ghê. 10. Khỏe má ơi, khỏe. 12. Được. 13. Cái này gã được. 14. 15. Có chuyện gì á, ông con mình chạy kịp. 17. 18. 19. Ẩm vợ đi đẻ. 20. Rồi, về chỗ. Sao? Có hận thù gì ai không? Không. Lỗi mình làm mình chịu chứ, phải không? Dạ. Chơi cũng chịu. Ổn không? Ổn không? Ổn chị. À, rồi đem mắt kiến vô đây nè. Đẹp trai lại cái để tới đoạn cầu hôn nè. Đó. Thôi bây giờ cảm nhận của các bạn hiện tại như thế nào? Cảm nhận về đối phương như thế nào? Thôi cho em gái nói trước đi cho nó thở một chút cưng. Mời em trai gái. Dạ đến đây cũng là một cái duyên để gặp gỡ rồi. Em mong là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. Em thở cái gì? Thấy chưa? Không nói kịp đâu. Mẹ gái con má lúng đồng tiền dễ thương lắm nha. Đó. Anh không biết là em có tin kiếp trước không, nhưng mà do mình gieo một cái nhân lành thì ngày hôm nay mình đã đủ duyên để gặp nhau. Còn cái quả về sau là do em và anh, mình có nợ với nhau hay không nữa thì trước mắt là anh không có hứa hẹn gì hết. Anh chỉ có biết là ngày hôm nay anh vẫn sống vẫn thở thì anh sẽ cố gắng tất cả vì em thôi, tất cả vì em thôi. Nhau mà tất cả sống hôm nay là được rồi, ngày mai tính chuyện ngày mai. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn, suy nghĩ cho kỹ nha.
Sau 3 tiếng đếm của chị Tường đồng ý hẹn hò, bấm nút. Không đồng ý có quyền lấy tay ra. Ok, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại. Một. Hai. Ba. Hồi nãy phải chị tỏ tình tay chị Tường mới vui. Nãy Tường tháo nhẫn ra dám tỏ tình với chị Tường lắm à. Rồi, qua đây cho em. Dạ, con xin phép hai bác cho con kiss bạn Tuyền một cái. Dạ được không ạ? Rồi, đồng ý. Dạ, anh được. Anh đâu rồi đâu? Anh muốn đăng phục trên đầu nha. Trên đầu à? Má. Rồi. Quê quán ấp Trung, xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Rồi, anh ở Đồng Tháp. Dạ vâng, công việc hiện tại của anh là gì? À, công việc hiện tại là giáo viên tiểu học, dạy tiểu học. Giáo viên dạy tiểu học. Dạ. Anh là một con người như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Điểm mạnh thì thẳng thắn, trung thực. Vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu? Biết nấu ăn và làm một số công việc. Rồi biết quan tâm những người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Rồi, điểm yếu đi ha. Điểm yếu thì cũng từ cái tính thẳng thắn mà nó dẫn đến cái điểm yếu là trong cơ quan mình cũng hay nói mà cũng không có ngại vấn đề mà sợ đụng chạm á, thì cũng dễ mất lòng với đồng nghiệp. Mình ở miền Tây là vâng, em hiểu này rồi. Mình ở miền Tây này kia thì mình có văn nghệ đàn ca tài tử tí không anh? Đàn ca tài tử thì thời điểm trước thì cũng có tham gia, như mấy cái kỳ lễ hội rồi mình cũng có tham gia thi hát rồi được. Nhưng mà gần đây thì cũng hạn chế, không có tham gia. Dạ vâng, nhưng mà ý là máu văn nghệ mình vẫn có đúng không anh? Dạ. Anh làm thử một câu em nghe cho nó sôi động xíu nào. Làm một câu giọng cổ thôi ha. Ok. Hát bài một câu vô một câu giọng cổ thôi. Bài dòng sông em đi. Quá hay. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dầm co. Kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Xin hết. Đi bỏ cũng lâu. Dạ vâng, hay. Thế cái hôm mà mình được chọn lên tham gia chương trình ấy, thì anh sẽ chuẩn bị kỹ hơn, tốt hơn nha. Dạ, dạ, dạ. Cho em hỏi cái này nó hơi tế nhị xíu là thu nhập lương của mình ấy, thì là khoảng bao nhiêu? Dạ, lương chính cơ bản thì thu nhập hàng tháng trong ngành thì được 13.451.000. Rồi, mình có dạy thêm không anh? Dạ không, dạy tiểu học thì bây giờ người ta cấm dạy thêm học thêm anh. Dạ, chỉ dạy chứng khóa trên trường cái rồi về mình làm công việc khác. Ừ. Dạ vâng. Thế mình có nhà cửa Đồng Tháp chưa? Dạ có. Rồi. Tình trường của anh thế nào? Anh từng kết hôn chưa? Chưa kết hôn bao giờ. Có chỉ có bạn gái hai lần yêu. Hai lần yêu. Lần yêu nào thì thời gian sâu đậm nhất? Lần thứ nhất là được 2 năm. Được 2 năm. Thì quen cô ấy trong hoàn cảnh nào này? Cô ấy là một người như thế nào này? Và tại sao lại không đi tiếp được này? Cũng quen cô ấy là lúc thời điểm đó cũng dạy cùng trường. Do cũng bắt đầu quan điểm người... cô ấy cũng có cái tính không có tin tưởng á, rồi cái dẫn đến là không có hòa hợp rồi chia tay. Dạ. Không tin tưởng là ghen hả anh? Không tin tưởng vào anh à?
Dạ dạ đúng rồi, nói chung là nhiều khi quá cái thương yêu quá rồi cái họ ghen mù quáng, thì trong tình bạn cũng không phân biệt được đâu là tình bạn đâu là tình yêu, là dẫn đến bất đồng quan điểm. Dạ rồi em hiểu. Tiếp đến cái lần yêu thứ hai. Lần thứ hai chỉ được có 6 tháng Quen cô này là ở đâu? à, quen cô Tân Hồng Dạ. rồi à, nói chung cũng về cái quan điểm giữa hai bên gia đình rồi với cái điều kiện mà để mà mình không có chịu theo người ta về phía bên gia đình người ta đó, mình bởi vì mình muốn lập gia đình là mình ở về phía bên gia đình mình thôi, mình không có muốn về phía gia đình ta, cho nên là bây giờ người ta không có muốn đến với mình là về làm dâu gia đình đó, rồi cho nên là mình cũng bắt đầu quan điểm rồi cuối cùng mình cũng chia tay. Anh ơi, bây giờ em có một cái là em đang khó hiểu ấy, tại vì anh thì cũng là nói thật là lớn tuổi rồi Dạ. mà trước giờ lại chưa lên xe hoa lần nào, thì Dạ. theo theo anh tự cảm nhận đi thì vấn đề nằm ở đâu, lý do ấy á, anh cảm nhận. Cái lý do là để kể cho nghe về cái lý do là hai lần mình yêu mà không đạt rồi cái xoay ngang là mình không còn quan niệm vấn đề gia đình nữa, tính là ở vậy rồi để mình làm lụng để mình kiếm tiền để mình nuôi cha mẹ đó, mình sống chung với cha mẹ đó. Đến bao giờ thì anh mới thay đổi suy nghĩ đấy và anh mong muốn tìm một cái mảnh ghép cho cuộc đời mình? Bây giờ thay đổi suy nghĩ mới đăng ký lên chương trình, bây giờ là muốn để mà có người để mà sớm hôm cùng với mình để mà sau này nó có đỡ đần với nhau để chăm sóc cho nhau, chứ còn bây giờ nếu mình sống vậy thì sau này nó cũng cô đơn, nó cũng buồn. Thế cái áp lực từ gia đình họ hàng với anh như thế nào? Tại sao anh có thể sống được những năm tháng mãi mà chưa kết hôn như thế? Thì mọi người nói đi ra nói vào sao? Nói chung là ở nhà thì ba mẹ cũng hối lắm mà để cho mấy đứa em lập gia đình với chị rồi lập gia đình hết rồi, cho nên là bây giờ gia đình cũng tạo áp lực lắm, cũng kêu tìm người nhưng mà bây giờ tuổi mình cũng hơi cứng tuổi cho nên là bây giờ tìm cũng hơi khó, rồi thấy cứ buồn vậy mà mình cứ mãi vô công việc hoài rồi bỏ bê hoài hơi ngại nó muộn. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình nói đến thì sẽ tìm được thôi, nhưng bây giờ mình sẽ nói đến cái về cái mẫu người mà để mình tìm kiếm nhá. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi từ ngoại hình trước. À, anh là anh có mong muốn như nào thì anh có nói, trong chương trình sẽ tìm cho anh về ngoại hình của cô đấy. Trước hết thì nói về độ tuổi đi, độ tuổi thì tầm khoảng từ 35 trở lên tới cho tới bằng. 35 trở lên cho tới bằng. Rồi. Tiếp. Đó là cái thứ nhất. Về cái diện mạo thì cũng mong sao mà nhìn hơi dễ nhìn một chút, tức là có chút xíu gì đó dễ nhìn thôi, cũng không kém quá mà cũng không không có là câu cầu kỳ là về cái đẹp quá, chỉ cần là dễ nhìn rồi chiều cao thì tầm khoảng mét 58 mét 57 58 cũng được, nếu mà cao thì càng tốt bởi vì em cao tới mét 9 là mét 69 là À rồi, ok. yeah. Người miền Tây không? Dạ quê quán thì nếu là người miền Tây thì càng tốt, người miền Tây nó thích hợp hơn. Rồi. Ví dụ như bây giờ nhá, cô ấy Dạ không phải ở Đồng Tháp mà cô ấy dạ ở Sài Gòn hoặc Bình Dương, Đồng Nai, thì mình hẹn hò đó không? Xong rồi mình bắt đầu mình đàm phán với nhau, mình sẽ nói chuyện với nhau để mà mình sẽ tìm một cái chỗ nào để mình ở. Đúng không? dạ Thì bởi vì giai đoạn yêu có yêu cái xa gì yêu được không? dạ, yêu xa thì vẫn được nhưng mà vì do điều kiện gia đình ở đây thì sống về nghề vườn, ngoài cái việc dạy ra rồi sống về cái nghề vườn cho nên là không có di chuyển đi ở mấy cái tỉnh xa ngoài đó được không? Dạ vâng, ý em Nếu là cô gái sẽ đồng ý đi theo mình ấy, thì là ok mà đúng không? Ý là dạ giai đoạn đầu tiên thì anh phải chịu khó yêu xa. dạ dạ được 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 Đó, đó. Thì đó chứ còn anh thì bố mẹ anh nhà cửa anh ở dưới đấy hết rồi. Thì dạ người ta phải theo anh thôi. dạ 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 Là. Rồi, bây giờ nếu mà yêu xa thì đây tới Đồng Nai Bình Dương thì bình thường,
Dạ vâng, thế vừa đấy em hỏi em chốt lại danh cho đó. Thế về về nghề Dạ. nghiệp của cô gái sao? Dạ. Nghề À, nghiệp. về về nghề nghiệp thì nếu mà nói trình độ trước đi, trình độ cũng phải ở mức độ cấp 3. Còn nấu đế thì nằm trung học cơ sở cấp 2, lớp 8, lớp 9 cũng được. Dạ vâng, cái đấy Còn, về học vấn đó, còn cái trình độ cái nghề nghiệp thì có thì càng tốt, có mà nếu mà cùng ngành thì càng tốt, còn không có cũng cũng không sao. rồi, ok, cùng ngành thì càng tốt. Này cũng dễ. Dạ. Rồi, ok anh, thì cái hôm nay là Dạ. buổi mà làm quen với anh trước mắt đã, xong rồi bên Dạ. tôi thì sẽ tìm người phù hợp. Dạ. Dạ. Phù hợp thì Anh ơi, ví dụ như là người ta tuổi lớn mà người ta đã từng một lần đò thì có ok không anh? nếu mà tuổi lớn mà từng một lần đò mà không có con thì được, ok, À, là chỉ sợ đã là có con thì nó hơi khó, là vấn đề sinh con ra rồi mai mốt mình sinh con ra rồi nó còn nhiều yếu tố lắm, cho nên là nếu mà một lần đò mà không có con thì vẫn bình thường, bởi vì sống theo cái thời đại văn minh rồi, không có ích kỷ về ba cái chuyện đó, nhưng mà miễn sao mà không có con là được. chứ còn người ta có con người ta có thể sắp xếp được thì như thế nào, không có vướng bận gì đó thì được Không, không? cái đó cũng khó lắm, cái đó cũng khó lắm. À, là ưu tiên là đã ly hôn mà là không có con hoặc là chưa từng lập gia đình luôn. Dạ. Ừ, dạ rồi, ok, cảm ơn anh Tuấn ha. Thì ở đây là tụi em ghi nhận lại rồi. À, nếu Dạ. mà được vào vòng trong á, thì là sẽ có biên tập trao đổi thêm với anh nha. Dạ dạ rồi, cảm ơn Ừ, chương dạ trình rồi, nhiều. chào anh Chương ạ. trình Dạ. dạ. Tên là Lê Thêm Dũng gì ơi, quê Lê quán Đức Dũng hả anh? Lê Thêm Lê Thêm gì anh? Dũng. Dạ rồi. Rồi mình sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1992. Rồi. Ok, bây giờ quê của mình ở đâu, công việc là gì nè, mình cứ giới thiệu thoải mái nha, nhìn thấy mặt đang căng thẳng nãy giờ quá. Căng thẳng. À, quê ở Thanh Hóa gì ơi. Ừ. Rồi tiếp đi, công việc hiện tại của mình đang làm là gì? Quản lý kinh doanh gì. Mình là quản lý kinh doanh cụ thể về cái gì, rồi là làm ở đâu? Về xe máy, làm ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh gì. Quản lý kinh doanh về xe máy là làm sao? Là quản lý cửa hàng xe máy á. Ừ. Là mình làm cho nhiều hãng xe hay là hãng nào? Làm chung nhiều ở chung một hãng à, À. của công ty á. Rồi ok, mình làm vậy thì cái thu nhập của mình như thế nào? Thu nhập thì dao động từ 20 triệu trở lên. Ừ. Như cái điện thoại của em nó hơi mờ quá đúng không Dũng? Rồi được rồi. Được chưa? Ừ, cũng tạm được thôi, vẫn còn mờ. Rồi Laptop. bây giờ Dũng nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi Dũng. Vui vẻ, hòa đồng. Ôi khoan khoan, em hãy lau hết đi rồi em nói. Được chứ gì? Rồi được rồi, đỡ hơn rồi đó. Rồi. Rồi mình chia sẻ điểm mạnh điểm yếu đi. Vui vẻ, hòa đồng thôi. Điểm yếu em là hơi hơi nóng tính. Nóng cỡ nào? Nóng bình thường thôi. Ừ. Nóng có, em có tài lẻ hay năng khiếu gì không, có sở thích gì không? Sở thích đá banh. Tiếp với em nói dài dài ra chứ, em nói có mấy từ ngắt thì chị hỏi hoài thì nó không có thể hiện được cái sự tự tin chủ động của em. Vâng, thì sở thích giáo anh cái gì? Bây giờ Ừ. hỏi gì nói em mới biết được, chứ bây giờ em có lại tham gia bao giờ đâu mà em biết. Thì ý là em nói về bản thân em á, hiểu không? Dạ. Rồi bây giờ kể cho chị nghe tình trường của mình đi. Trải qua mấy mối tình rồi, yêu bao lâu, sao chia tay nè, cái này tự kể được nè. Trải qua hai ba mối tình rồi. Nói chung thì là cũng do nhiều vấn đề lắm, vấn đề địa lý rồi vấn đề về quen nhau lâu thì kiểu là ít tính nhau rồi kiểu khó chịu với nhau thôi. Rồi mối tình dài nhất là bao lâu? Em nói chung chung quá chị không có hiểu. Dài nhất là bao lâu, quen nhau bao lâu? 4 năm, 4 năm quen nhau, 4 năm, từ năm Ừ. 2016 đến 2016, 2017, 2017, 2019. Ừ. 4 năm, nhưng mà cái đỉnh điểm vì sao mà để phải chia tay? Chị nghĩ 4 năm cũng lâu á. Và thì nhiều vấn đề chị, vấn đề về gia đình cái kiểu hai bên nè.
Rồi tiếp đi, chị đang nghe em kể. Vâng, thì cũng có gì đâu mà kể, cũng vậy thôi. Rồi quen lâu nhất 4 năm là bao lâu rồi em không quen ai? Trong lâu đó từ năm 2020 đến giờ em đâu quen ai đâu. 4 năm rồi không quen ai, không thích ai hay là sao? Không, tại vì em không muốn quen ai thôi. Rồi lý do làm sao em lại muốn đăng ký tham gia chương trình? Dạ. Lý do vì sao em lại muốn đăng ký tham gia chương trình? Thì muốn quen một người cùng quê, nói chung là cùng quê thì nó dễ hơn. Ngày trước em quen người đó là khác quê, người đó Bình Dương. Và nói chung là nó có nhiều cái khoảng cách khác nhau nên là nhiều cái khác nhau lắm nên là thôi, hai bên thôi. Bây giờ muốn quen một người ở cùng quê thôi. Nhưng mà rồi chỉ là quen bạn gái ở Thanh Hóa thôi hả? Nói chung cũng gần gần ở ngoài Bắc cũng được rồi, chứ nói chung là xa quá thì cũng ngại đi lại các kiểu. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt về người bạn gái nữa không? Không chị, chỉ vậy thôi. Em là cao mét nhiêu Dũng? Em cao mét 7. Rồi, có điểm gì không thích ở bạn gái không? Không, em sao cũng được, thoải mái mà. Không, em phải có quan điểm của em chứ. Dạ. Không thích một cô như thế nào sẽ không hợp với em á. Nói chung là đừng có ai giận dỗi là được rồi. Nói chung là bình thường thôi chứ đừng có cái gì cũng giận, cái gì cũng dỗi. Nên em không thích những cái như vậy. Có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng ra, chứ đừng có kiểu là mình kiểu là chấp vặt các kiểu á. Vậy có chịu. Tính như cái gì thì đúng thì nói, kể cả sai cũng nói luôn này xong đó thì thôi, chứ không có bao giờ để bụng. Rồi ok, đó mình phải chia sẻ ra như vậy tụi chị mới biết chứ, nói chung không ai đâu mà biết tìm bạn gái cho em. Vâng. Nói cái gì cũng phải chi tiết, có câu chuyện này kia đầy đủ cho chị. Rồi bây giờ là hồi nãy chị hỏi kỹ đây vùng miền, ví dụ như bạn gái mà đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Thì vẫn được đúng không? Ở những ý là nới rộng cái vùng miền ra được không? Được, nói chung là cũng không sao, vì nói chung là em thì nói chung là gia đình chỉ nói thật ra thì gia đình là cũng không thích ở miền Tây nên là rồi đó. Sao không thích mấy cô miền Tây? thì em đâu biết được, thì nói chung là không thích nên này, nếu có thích thì nếu mà thích là em cưới vợ lâu rồi. Là em cưới cho em cưới về gia đình em. Thì em cưới cho em thôi, nhưng mà nói chung là người Bắc với người Nam thì nó hơi có sự khác nhau về cái lối sống khác nhau, nói chung là như vậy. Rồi ok nha, nói chung hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi, thì chị hy vọng là nếu mà được chọn vào vòng 2 thì em sẽ cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn thì bọn chị mới tìm được cái người phù hợp cho em được. Chứ còn em ít nói rồi em chia sẻ chung thì rất là khó nha. Yeah. Rồi ok, cảm ơn em, cái gì em để thông tin của chương trình ha. Vâng.